yêu Pop X của tớ. Chào. Chào mừng đến với thử thách Pop X. Wow, tớ thích trò này. Chào. Bắt đầu thử thách nào. Chúng ta sẽ cần găng tay cho vòng tới. Nhưng ta cần chọn ra ai nhận găng cao su và ai nhận găng đấm bốc. Xin lỗi Samantha. Ho đang chơi vui với Pop X của cậu ta trong đôi găng tay mỏng. Nhưng Samantha sẽ làm gì đây? À, tớ sẽ nghiền nát chúng một lần. Xong, tớ thắng. Tớ ra ngay đây. Nghe thấy rồi, tớ đến liền đây mà. Nghiêm túc sao? Chào. Hả? Ra là vậy. Chào mừng trở lại với thử thách Pop X. Đây là nhiệm vụ mới của cậu. Tớ phải bịt mắt cậu cho vòng tới. Nhiệm vụ của cậu là ấn nhiều ô nhất có thể mà không nhìn. Sẵn sàng chưa? Vào vị trí, chuẩn bị, bắt đầu. Mấy thí sinh ngu ngốc. Tớ có một Pop X đặc biệt dành cho cậu nè Paul. Hả? Ngài chủ tịch, em đã đem thứ ngài yêu cầu đến. Nhấn trong trường hợp khẩn cấp. Ta đã đợi thứ này suốt. Nhầm nút. Thử lại. Tuyết, động đất. Chuẩn bị cho cuộc đua Pop X đi, Samantha. Wow. Ai đến giữa trước, người đó thắng. Chuẩn bị ngón tay. 1, 2, 3. Ấn. Wow, ngón tay của Samantha nhanh hơn. Tớ thắng nha. Samantha, tặng em đôi bông tai nè. Wow, em thích lắm luôn. Simple Dimple, đúng lại em thích. Hả? Nhiệm vụ mới. Ai có thể làm được phiên bản tuyệt nhất của Pop X và Simple Dimple bằng bất cứ thứ gì họ tìm được? Xem Simple Dimple vàng của tớ nè. Không, xem Pop X của tớ nè. Đây là lưới lọc hả? Không, là Pop X làm. Tuyệt, tớ thử được không? Két sắt đây rồi. Tớ chỉ cần nhập đúng mã Pop X. Ồ, kho báu. Ai cần tiền khi cậu có thể có Pop X và Simple Dimple? Của tớ hết nha. Đã đến lúc qua vòng sau. Pop X hình học. What? Ê, đứng lại đã. Cùng tham gia đi. Ok. Tớ nghĩ tớ làm hư rồi. Nè, đừng động vào. Bọn tớ sẽ lo liệu từ đây. Tiếng gì vậy? Ô! Giờ tớ có thể ngủ rồi. Đây là nhiệm vụ mới. Cậu lấy cái này. Tớ có súng nết nè. Và cậu cái này. Tớ có ống thổi tiêu.
làm mục tiêu nè. Ai ấn được nhiều ô hơn bằng vũ khí của mình trong một phút thì người đó thắng. Hồ thắng. Vũ khí của tớ mạnh hơn nha. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bắt nhịp pop ít của tớ nào. Ê, xem tớ có gì nè. Em và bóp ít là combo tuyệt nhất. Hả? Hút một viên kẹo bằng ống hút rồi cho vào pop ít. Ai lấp đầy trước thì thắng nha. Bắt đầu. Tuyệt, tớ thắng. Cậu thua rồi. Ít nhất tớ cũng có em and em. Chào. Không, cho tớ chơi với. Căng thẳng thật mà. Mà Tuyệt, đánh bại cậu rồi. Hả? Nha cô. Nè, điều khiển của cậu đâu? Hãy làm mọi thứ thú vị hơn. Một từ thôi. Rồi. Tớ ghét chúng lắm. Người bạn nhỏ bé của chúng ta cũng thích pop ít của họ. Ở vòng này, cậu phải ấn hết các ô mà không chạm vào con dòi. Ừ, ghê quá đi. Đáng lẽ phải vui chứ. Việc này thật kinh tởm mà. Thật kinh khủng. Nè, tôi không thích động vật. Chào. Bao nhiêu tiền? Tớ sẽ trả thẻ nha. Mời nhập mã pop ít. Cảm ơn. Chúc một ngày tốt lành. Cậu có thể giải khối Rubik không? Nhưng khối Rubik này đặc biệt. Nó được bao phủ hình các phần cơ thể người. Cậu phải dùng chúng để ấn pop ít. Vui chỏ. Được, dễ ẹ. Tới lượt của tớ. Chuẩn bị tài sẵn đi, Samantha. Ok, nhìn mà học hỏi đi nè, Paul. Ha, đến lượt của cậu đó. Cậu dùng mũi. Hả? Được. Tớ không thể làm được. Mũi tớ không đủ dài. Mũi của cậu thua và tớ thắng. Có một phong cách massage mới nổi tiếng. Massage pop ít. Phương pháp tuyệt nhất là đây. Ai muốn M&M nào? Món tớ thích. Đặt một viên M&M xuống. Ok. Và để pop ít lên trên. Nếu cậu nghiền nát viên kẹo, cậu thua nha. Thật căng thẳng. Ai sẽ tìm ra nó đây? Ồ không, Samantha thua rồi. Đồ thua cuộc. Mắt của tớ mỏi quá. Tớ nên tháo kính áp tròng ra. Một symbol timbal có thể trở thành hộp đựng kính áp tròng nha. Hãy chơi pop it twister. Mũi tên sẽ chỉ cậu màu nào và ngón nào. Rồi người chơi phải chạm vào màu đó bằng ngón tay của họ. Ngón đeo nhẫn ấn vàng. Ngón út ấn màu xanh. Thank you.
ngón giữa ấn đỏ. Ngón đỏ ấn xanh. Oh. À, cậu thua rồi Samantha. Ngón tay cậu quá ngắn. Chào, bạn bên thế nào? Pop X hay Simple Dimple? Hay Pop X hay Simple Dimple? Bình luận cho bọn mình biết bạn thích gì hơn nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của bọn mình, thích video này và bật chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới hấp dẫn nào từ Woohoo.